Xin thân ái kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp các bạn trên video này. Xin chào, mình là Nguyễn Đức Tiến Luyện. Hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn một cây kim chống sắc cổ điển và hiện đại. Thì ở đây trong tay mình đang có cây chống sắc hiện đại bạn yêu. Thì cái này sản xuất bởi hãng Liva của Thổ Nhĩ Kỳ. Thì thưa các bạn, để mà các bạn chọn để tính toán được mà các bạn học môn quá điện áp á, rất là nhiều. Vì các bạn học bộ môn chống sét này á, là các bạn đọc tham số của sét như thế nào, rồi tích lũy quá trình tích lũy ion như thế nào, và hai đám mây cạ như thế nào, và các bạn tính chiều cao bảo vệ nó như thế nào, cực kỳ phức tạp. Và điện trở nối đất nó như thế nào, và băng đóng nổi, cọc tiếp điện nổi, hay là âm sâu nằm cách mặt đất 0,7m hay là 1m đều có hết. Các bạn thấy cái này giống cục thô lôi mà ở trong những bộ phim thần tiên của Trung Cộng không? Không, nó nhọn không? Thì cái này tôi mới đi lục trong kho và tôi tìm lại, thì tôi cầm trên đường thì người ta nói là tôi đi đánh lộn. Cái này là cây chống sét Liva hiện đại các bạn nha. Có nghĩa là cây này ở trong này nó tích ion. Được chưa? Thì giả sử như ở trên này nó có những cái tảng mây đang ở gần nhau và nó đang sinh ra những cái tia sét, đó là tia plasma đó, thì thằng này nó phóng ion lên và trên kia nó có xu hướng xuống thì nó mờ xuống, nó không cho tụ lớn nha. Tôi nói chỉ là bảo vệ chống sét thôi chứ nó không cố chống được với thiên tai đâu. Nó mờ xuống thì nó đưa cái dòng xuống và nó triệt dưới bãi tiếp địa. Thì xin thưa các bạn, theo tiêu chuẩn TCVN 143, 147, 527 nó đã hết hạn rồi. Bãi này có TCVN 9355 và 9358 chống sét cho nhà xưởng và chống sét cho tòa nhà. Thì cái quy ước của nó, để mà chúng ta gắn cái đầu kim này khoảng cách tối thiểu trên đĩa này nè, dưới so giữa mặt mái nhà mái tôn thì là 24. Được chưa? Từ điểm này xuống cái điểm bàn ngay dưới cái tay tôi đây nè các bạn là 24. Thì theo nếu mà kim cổ điển mà nó bảo vệ đó, tôi nói với các bạn đó là các bạn tính theo nó bảo vệ theo cái hình chóp đây nè, hình chóp nón. Có nghĩa là hình chóp nón là nó bảo vệ theo kiểu này. Đây, đầu kim của bạn nó phủng như thế này. Nếu như tòa nhà các bạn cao từ điểm này lên là 20m, được chưa? Nếu cây cổ điển thì các bạn kém ra bộ, các bạn nhân cho 1.5 lần lên thì cái cây kim này nó bảo vệ trong vùng đó. Các bạn nó bảo vệ được 1,5m nữa là các bạn nhân lên là được bao nhiêu? Được chưa? Đây là cái kim cổ điển thì nó bảo vệ được trong vùng này. Còn cây kim hiện đại á, để luôn đi. Thì cái ví dụ như cái tòa nhà các bạn ở hình vuông như thế này, ở đây là 10m và ở đây là 15m. Được chưa? Thì cái tim của nó nằm ở giữa đây, các bạn đặt cái cây tim này là ví dụ như giữa cái chóp ở trên cái tâm á, hay là trên cái rốt á. Thì các bạn đặt cái cây kim này nó phép phủ được cái LR của nó là ở đây, nó cho là bao nhiêu ta? Xỉ của 10. Cái thông số này có nghĩa là LR bán kính của nó bảo vệ vùng ở bên này là 40m. 40m mà nó bảo vệ vùng này là 40m cho tòa nhà của các bạn an toàn. Thì trong cái vùng mà bảo vệ bán kính LR của nó là bằng 40m này, nó sẽ bảo vệ hết. Thì các bạn thấy là nó sẽ dùng cái này nó phóng tia ion lên, nó mờ xuống để cái cây kim chống sét. Bây giờ tôi bôi ngay chỗ này, bây giờ tôi nói để tôi để nguyên nha, cây kim chống sét của chúng ta nó nằm ở đây á, đúng không? Cây kim của chúng ta nó đang đậu ở đây và chân đế nó là giữ ở đây, và các bạn có những xà neo các bạn giữ đây. Thì các bạn thấy là trên cái điểm của tôi nó có cái con ốc để mà các bạn neo, các bạn kẹp cái dây tiếp địa đồng trần không? Thì ở trong TCV nó sẽ hướng dẫn cho các bạn là đi như thế nào luôn. Từ cái dây đồng này nè, nó khoảng cách ở đây là bao nhiêu, và nó đi trên mé tôn này và đi xuống đất này, nó cộng cho một cái bãi tiếp địa để triệt dòng ở đây là như thế nào. Thì các bạn, hôm nay tôi chỉ giới thiệu cây kim này.
tôi sẽ xuống công trường khu nghiệp Tân Tạo, nhà máy thuốc lá Khánh Hội đó, thì tôi sẽ làm cái bãi tiếp địa này bằng hàng mình cung queo. Các bạn sẽ thấy hàng cung queo là hàng như thế nào. Hàng bằng hóa chất, nó đốt nhiệt thành thuốc nổ. Thì cái dây đồng mà để ở trong tiêu chuẩn TCB này, nó cũng cho chúng ta là chọn cấp đồng trần là bao nhiêu ở đây. Thường thì thông thường thì chúng ta, nếu mà cây này, xe này, tôi chọn là cấp đồng trần là nhỏ nhất là 35mV. Để an toàn hơn tôi chọn là 50 nha. Thì cái này mà các bạn biết một ngày mà sét đánh được bao nhiêu, thì ở trên này các bạn gắn một cái phụ kiện là các bạn cái bộ đếm sét nó đánh xuống. Và ở dưới này á, thì trong cái bản thiết kế dưới này, thì ở dưới này nè, nó có hộp gọi là trách bóc, đúng không? Cái bột này để các bạn kiểm tra. Cái bãi này là cái bãi tiếp địa nha. Rồi tí nữa tôi nói cái chuẩn mà để đóng cây tiếp địa như thế nào. Thì cái bản này, cái này là bạn để sau này các bạn nối lại đây, và các bạn sẽ xuống kiểm tra cái bộ đếm ở dưới này là uống một ngày xét đánh bao nhiêu lần. Rất là rõ ràng nha, cái này thực tế các bạn nha. Thì theo tiêu chuẩn TCVN và theo tiêu chuẩn máy tiêu chuẩn, lâu quá tôi không có làm những cái tiêu chuẩn EC hay là tiêu chuẩn của Schneider hay là những cái tiêu chuẩn khác, thì tôi đang sẽ nói về cái tiêu chuẩn của Việt Nam ha. Các bạn mà đi làm được cái điều này, các bạn thiết kế được điều này á, thì các bạn phải có cái bản vẽ mà chống xét á, thì tòa nhà nào nó buộc ở trong đó các bạn cũng phải có bản vẽ đó, chứ còn không cho làm bất cứ một cái nhà nào. Thì cái cây kim chống xét ở đây, nó nằm ở đây và nó đi xuống ở bởi cái dây đồng này nè, và nó xuống đây một cái tách bóc, yeah. Và dưới này là nó sẽ kết nối một bãi tiếp địa. Thì cái tiêu chuẩn của nó là chống xét này phải nhỏ hơn 4, nhỏ hơn 10 ohm. Các bạn đo là đo điện trở đất nha. Phải nhỏ hơn 10 ohm. Thường nó sẽ đi đôi giữa một cái bãi tiếp địa an toàn điện. Cái bãi tiếp địa an toàn điện này, thì nó phải nhỏ hơn 4 ohm. Nhỏ hơn 4 ohm. Mà trong khi dòng xét này chỉ nhỏ hơn 10 ohm thôi. Được chưa? Các bạn làm đúng. Thì cái cây cọc mà hiện giờ thực tế, cây cọc mà mạ, cây cọc đồng mà mạ Ấn Độ đó các bạn, thì nó sẽ dài là cái cây cọc này nè, là 2m4 L, nó bằng là 2,4m. Các bạn đóng làm sao đó để cho nó đạt cái độ ohm này nhỏ hơn 10 ohm. Được chưa? Thông thường nếu như mà các bạn ở đất khu đất Bình Dương mà đất sét á, các bạn đóng quay nó cũng không đạt nữa. Được chưa? Thì cái này là khoảng cách giữa cái cọc này với cái cọc này nha, là giữa hai cái cọc này là tối thiểu nó phải là lớn hơn 2,4m. Thường thì nó là 2,5 hoặc 3m. Không được nhỏ hơn cái tiêu chuẩn này, người ta quy định rất rõ ràng. Những cái tham số bắn tính bằng tích phân là coi như tính điện áp về dòng thông sát, thì nó thật với các bạn là tôi cũng không có nhiều để mà tính trở thành một cái giảng viên chuyên nghiệp ở trên trường đâu. Cho nên những cái mà liên đồ đó thì giới hạn tích phân rồi này nọ để tính được cái dòng này thì nó quá phức tạp. Thì tôi chỉ là người hướng dẫn thực tế cho các bạn thôi. Được chưa? Nếu sau này có những cái điều kiện thì tôi sẽ làm những video tốt hơn. Nếu các bạn có thể phản biện, và các bạn sẽ đóng những cái bãi như thế này, có thể là theo hình này, nhưng mà tốt hơn là các bạn đi hình này nè. Ở đây một cây cọc xuống, 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 và cái đầu này các bạn nối vào tọt cái bóc. Còn không thì có chỗ á, bọn Nhật độ nó thiết kế là nó đóng hình tam giác này kiểu này. Có những cái vị trí mà chúng ta không thể có mà này, chúng ta đóng kiểu này thì chúng ta đóng này. Bây giờ còn cái chỗ nữa, nếu mà chúng ta không có điều kiện nữa, chúng ta đóng cọc này không đạt, thì có một trường hợp ở trong công trường thực tế ra là các bạn phân giếng. Ví dụ như cái giếng ở đây mà các bạn đóng cọc này nó không đạt á, các bạn khoan một cái giếng nó sâu là từ cái mặt đất này nó xuống là 20m. Được chưa? Các bạn hàng tung queo một cái đầu cọc, các bạn thả xuống cái sợi dây này, sợi đồng nha, cái cọc nó nằm đây, các bạn đo điện trở đất
được chưa, cũng không đạt ôm được nhỏ hơn 10 ôm. Thì tối thiểu các bạn khoan một cái giếng này nó phải cách nhau giữa cái giếng này với cái giếng này cũng là 20 mét. Để mà sâu xa hơn nữa thì ở đây tôi cũng không có cái trình độ để mà tính toán toán học ra mức độ này, tôi chỉ chia sẻ các bạn như này, các bạn thông cảm dùm cho tôi thế này. Ok, đây là cách thông xét. Rồi thì các bạn sẽ thấy thực tế là tôi sẽ gắn cái đầu kim chống xét này ở dưới khu công nghiệp Tân Tạo mà hiện giờ tôi đang làm ở dưới đó, tôi đang quản lý công trường đó, thì gắn như thế nào và nó hàng cung queo như thế nào, thì đóng bãi tiếp địa như thế nào, và nó đúng thực tế là nó có những trường hợp nó xảy ra hay không. Thì có những cái mặt bằng nó không cho chúng ta đóng kiểu hình đó, nhưng mà chúng ta đảm bảo được đó là chúng ta đo ôm phải đặt phải dưới 10 ôm. Nhưng mà lúc đó là chúng ta phải quy định được đó là ở trong đó là cái điều kiện môi trường đó là nắng ẩm như thế nào, nó nhiều yếu tố, được chưa? Và xin thưa với các bạn là nếu tôi đặt cái trường hợp là nếu giả sử như ở Việt Nam mình chưa có một thiết bị nào để kiểm tra cái đầu này, chưa có một cái máy nào để tạo ra 1 triệu vôn và một dòng 1 triệu ampe mà để các bạn test được cái đầu này còn sống hay chết, cực kỳ nguy hiểm. Hiện giờ ở Việt Nam chưa có, tại vì tôi biết được điều này là vì các ông anh của tôi đang làm ở trung tâm kiểm định, cho nên ở Việt Nam chưa có test được cái đầu này là sống hay chết. Nếu nó, tôi giả sử nó chết thì cực kỳ nguy hiểm, và tôi đặt trường hợp xấu nhất mà đây là cái theo suy nghĩ của tôi nha, thì nó trở thành cái kim cổ điển, thì nó chỉ bảo vệ các bạn ở cái độ dài này nhân cho 1.5 độ cao so với 1.5 hình tháp thôi. Cái này là tôi chưa chết rất là thật tình. Thì các bạn có thể đọc cái tiêu chuẩn TCVN 9385 và 9358 trong xét cho tòa nhà và nhà xưởng nó như thế nào, và cái bãi tiếp địa thì luôn luôn nhỏ hơn 4 ôm để an toàn điện. Xin thân ái chào quý vị và các bạn cảm thấy tôi dành những thời gian để làm những video này, các bạn ủng hộ tôi bằng cách các bạn like share. Xin thân ái kính chào quý vị và các bạn.